Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một món rất là thanh mát, có thể giải nhiệt trong những cái ngày nắng nóng hoặc là mình thay đổi khẩu vị. Và thức uống này hoàn toàn là không dùng những siro, không dùng những cái gọi là tạo màu, tạo mùi, mà chúng ta hoàn toàn tự nhiên nha. Và món này đang là hot trend nha các bạn. Đó là nước long nhãn. Và bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện nha. Các bạn đi chợ mua 5kg trái nhãn này, thì khi mà mình bóc vỏ và hạt ra thì nó còn khoảng tầm 3kg. Và cứ 1kg nhãn, các bạn chuẩn bị cái định lượng của nó là 400g đường, và chúng ta dùng đường vàng nha. 30ml nước cốt chanh, 2g muối, 100ml mật ong. Và cái lượng nước để mình nấu cái nước long nhãn này đó là 1,5 lít cho 1kg nhãn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện bước mà mình tạo ra cái nước long nhãn này. Đầu tiên các bạn lưu ý là chúng ta sẽ dùng đường vàng để chúng ta tạo màu nha. Chúng ta đổ vào nồi là 400g đường vàng. Cùng với là 300ml nước nha. Và chúng ta thắng cái đường này lên cho nó có màu là hơi vàng nhạt thôi các bạn, chứ không phải là làm ra cái màu caramel đâu nha. Các bạn lưu ý. Khi cái hỗn hợp đường và nước này sôi lên và cái nước của chúng ta nó ngã sang màu vàng nhạt đó các bạn là được nha. Các bạn đừng có để thắng như caramel nha. Rồi chúng ta sẽ đổ tiếp vào nồi. Cái số lượng nước còn lại là 1,2 lít. Hai gam muối nha các bạn. Một trăm ml mật ong. Và 30ml nước cốt chanh. Khi cái nồi nước này sôi trở lại thì các bạn đổ 1kg nhãn đã bóc vỏ và hạt đổ vào nồi để bắt đầu chúng ta nấu cái nhãn này nha. Nghe mùi thơm rồi đó các bạn. Các bạn nấu cho sôi lên. Đây, những trái nhãn của chúng ta bóc nó không bị bể nha. Trông rất là đẹp. Chúng ta đợi nước trong nồi sôi lên trở lại nha các bạn. Khi sôi lên mạnh thì chúng ta vớt cái bọt nó ra. Khi chúng ta thực hiện cái món làm là nước long nhãn, vì hoàn toàn là chúng ta không dùng tới trà nha các bạn, chúng ta dùng nước nấu từ cái trái nhãn này ra để chúng ta pha chế và uống luôn, cho nên rất là tự nhiên. Nước trong nồi của chúng ta đã bắt đầu sôi nè các bạn. Bạn nhớ là chúng ta vớt bọt ra nha. Khi nước sôi lên thì các bạn để cái nồi này sôi từ tầm 2 đến 3 phút. Và thường xuyên vớt bọt ra. Thank you.
Nước long nhãn này khi các bạn để nguội thì các bạn trữ trong ngăn mát tủ lạnh á, từ 7 đến 10 ngày nha. Mùi của trái nhãn nè, mật ong nè, chanh, tất cả nó quyện vào nhau rất là thơm các bạn. Chúng ta vớt sạch bọt trong nồi ra thì cái nước long nhãn của chúng ta nó sẽ dùng lâu hơn. Rồi khi mà hết 2 phút thì các bạn vớt cái trái nhãn này ra, mình bỏ vào cái thau nước đá nha, để cho trái nhãn của chúng ta nó săn lại và nó ăn nó sẽ giòn hơn. Rồi bây giờ tôi đi chuẩn bị thau nước đá. Rồi hết 2 phút, bây giờ chúng ta vớt cái trái nhãn này mình bỏ ra cái thau nước đá nha các bạn. Các bạn vớt hết nhãn ra rồi, các bạn nấu lại cho nước này sôi tầm khoảng 2 phút nữa nha. Khi nồi nước sôi lại khoảng tầm 2 phút, chúng ta tắt bếp và chúng ta lược lại cho nó sạch nha. Bạn lược qua cái vợt. Thì chúng ta lọc cái nước long nhãn này xong rồi, bây giờ chúng ta tiến hành chúng ta vớt cái nhãn này ra nha. Ra một cái rổ cho nó thật ráo. Đây các bạn, ta vừa xong nha. Khi các bạn vớt rác như vậy xong rồi, nếu mà các bạn làm một cái số lượng nhiều thì các bạn có thể bỏ trong một cái túi zip, chúng ta bỏ vào ngăn đông, chúng ta trữ từ được từ 2 đến 3 tháng nha. Còn cái nước long nhãn này thì khi để nguội rồi thì các bạn để trong ngăn mát tủ lạnh được 7 đến 10 ngày. Bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện một ly nước long nhãn. Các bạn bỏ đá đầy ly nha. Sau đó chúng ta cho vào đây là 200ml nước long nhãn. Màu sắc trông rất đẹp mắt nha các bạn. Và các bạn để phía trên là một lớp trái nhãn. Thì các bạn cân tầm khoảng 100g nha.
Đây là định lượng của một ly 700ml nếu các bạn kinh doanh. Màu sắc rất là đẹp, trái nhãn thì tròn. Bây giờ chúng ta thưởng thức thử nha. Rất là thanh mát, ngọt nhẹ, thơm mùi nhãn. Bây giờ chúng ta thử cái trái nhãn này nha. Đây, trái nhãn rất là đẹp nha các bạn. Rất là giòn luôn. Đây là một món thức uống đang rất được nhiều bạn trẻ yêu thích và đang là hot trend của năm 2024. Hy vọng rằng món nước lông nhãn này sẽ giúp cho các bạn kinh doanh tăng thêm lợi nhuận và doanh thu của quán mình. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo.